Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xuất hiện bộ nồi khô Tonka với cấu hình lạ mắt dành cho Exeter 1/50/2009. Thương hiệu Tonka là một cái cửa hàng đồ chơi xe máy ở Malaysia, chuyên gia công những món đồ chơi bằng công nghệ CNC vô cùng đặc sắc và ấn tượng. Ngoài bộ cấp mà mình đã từng chia sẻ ở những clip trước, thì hôm nay chúng ta một lần nữa thấy được cái sự sáng tạo về mặt công nghệ nồi khô mà thương hiệu Tonka vừa cho ra mắt. Nồi khô được biết đến là một cái bộ đi hợp không được ngâm trong nhớt. Các cái nồi và lá sắt sẽ trực tiếp ma sát vào nhau để tạo ra thứ âm thanh lớn và rất đặc trưng. Cái công nghệ này được áp dụng rất nhiều trên những mẫu xe của Ducati ngày xưa. Hiện tại thì hãng xe Ý đang ứng dụng cái công nghệ này trên những dòng xe đua của hãng. Việc có một cái tiếng động cơ phát ra khá to nên rất nhiều em chơi xe rất khó chịu. Tuy nhiên cũng có một số tay chơi xe lại mê mẩn cái thứ âm thanh cơ khí này. Ưu điểm của bộ nồi khô là cho khả năng truyền lực mạnh từ động cơ đến những chi tiết chặt chẽ và tốt hơn. Vì do không qua trung gian là dầu bảo trơn, bắt ngọt hơn khi những lá nồi còn mới. Công nghệ này giúp việc bảo trì, bảo dưỡng, tháo lắp trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều, nên phù hợp cho nhu cầu sử dụng trên đường đua hơn là đường phố. Nhược điểm của bộ nồi khô, vì bộ nồi khô nằm lộ thiên ra ngoài và cho các chi tiết ma sát trực tiếp với nhau nên phát ra các tiếng động rất là khó chịu. Nếu hay di chuyển trong điều kiện hậu nóng ẩm và nhiều bụi cát sẽ bị dễ cháy cái nồi hay là chai nồi. Độ bền cũng kém hơn so rất nhiều với nồi ướp. Dường như sản phẩm này không phù hợp với điều kiện hậu ở Việt Nam ta. Và đây là toàn bộ cái bộ nồi khô cho Tonka gia công thiết kế. Sản phẩm của họ rất là bắt mắt so với những cái phiên bản nồi khô mà chúng tôi từng giới thiệu trước đây. Cái dòng sản phẩm này có nhiều cái màu sắc khác nhau cho những tay chơi Exeter 1/50/2009 tự động phối màu sắc và đặt hàng. Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho cái chiếc Exeter 1/50/2009 nên rất dễ dàng khóa lắp và tinh chỉnh cho xe. Tiếp cùng với hộp là có một cái chai dán cái ốc giúp cố định các chú ốc nhỏ được tốt hơn, đảm bảo được độ an toàn khi vận hành. Yamaha ER25 nâng cấp phong cách anime Nhật Bản. Cái chiếc Yamaha ER25 là phiên bản song song với cái chiếc Yamaha ER3 hiện nay, được tinh chỉnh cái dung tích xanh động cơ phù hợp với một số gia, được thiết kế dựa trên ER series hiện truyền thống từ cái hệ như ER1, ER6 cũ. Cái chiếc Yamaha ER25 nâng cấp cho biến hôm nay còn được nổi bật hơn với một cái body lấy ý tưởng từ cái nhân vật thế giới anime nổi tiếng tại Nhật Bản. Tương tự với những người anh em như ER3 thì cái mẫu ER25 cũng mang đặc tính ER-DNA xuyên suốt cho rất nhiều sản phẩm xe thao của nhà Yamaha. Phần đầu nó bọc với cụm đèn pha đồi thiết kế góc cạnh. Đây cũng là một điểm nhấn giúp cho cái chiếc ER25 thêm hút bắt hơn. Nhằm tạo ra cái sự mới mẻ cho phiên bản đã bị ngừng sản xuất, người chủ đầu tư cái dàn chân cộm cán và chán một cái dàn áo màu mè theo ý tưởng nhân vật anime. Trong thế giới chuyện tranh Nhật Bản, làm ai cũng phải dòm ngó khi xuống đường. Bên cạnh hiệu ứng cái dàn áo hoàn toàn mới, thì bản thân của chiếc ER25 độ trong clip hôm nay còn được nâng cấp hệ thống treo trước cái phục hành trình ngược, hệ thống treo sau Hoardin và dầu rời. Trong khi dàn chân cao cấp thì có OZ Racing với cấu trúc thiết kế bằng nhựa siêu nhẹ. Hoàn thiện cái tác phẩm với việc tháo bỏ cái chắn vùng sau, làm thon gọn cái phần mông xe và trang bị thêm cái dàn ống xả Anubis cho ra thức âm thanh đặc trưng của một cái dòng mô tô phân khối lớn. Và giá của chiếc Yamaha ER25 2005 trên Nhật Bản là 4.600 USD, tương đương là 105.500.000 đồng tại thị trường Indonesia. Cảm ơn các bạn đã dõi đến đây. Tiếp nhớ like, subscribe.